Lời Đức Chúa Trời hàng ngày. Các người có ước được biết nguyên nhân gốc rễ vì sao người Pharisee đã chống đối Giê-xu không? Các người có ước được biết thực chất của người Pharisee không? Họ đầy ảo tưởng về đấng Mê-si. Hơn thế nữa, họ chỉ tin rằng đấng Mê-si sẽ đến mà không tìm kiếm lẽ thật của sự sống. Và vì vậy, cho đến tận ngày nay, họ vẫn chờ đợi đấng Mê-si, bởi vì họ không có hiểu biết gì về con đường sự sống và không biết con đường lẽ thật là gì. Các ngươi nói xem, làm sao những kẻ ngốc nghếch, cố chấp và dốt nát như vậy có thể có được phước lành của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể thấy được đấng Mê-si? Họ đã chống đối Giê-xu bởi vì họ đã không biết đường hướng làm việc của Đức Thánh Linh, bởi vì họ đã không biết con đường lẽ thật mà Giê-xu đã phán. Và hơn thế nữa, bởi vì họ đã không hiểu về đấng Mê-si. Và bởi vì họ đã chưa bao giờ nhìn thấy đấng Mê-si và chưa bao giờ đồng hành cùng đấng Mê-si, họ đã phạm sai lầm là bám víu vô ích vào danh của đấng Mê-si, trong khi chống đối thực chất của đấng Mê-si bằng bất kỳ giá nào có thể. Những người Pha-ri-si này thực chất là cố chấp, kiêu ngạo và đã không vâng phục lẽ thật. Nguyên tắc cho niềm tin vào Đức Chúa Trời của họ là: bất kể sự thuyết giáo của Ngài có thâm thúy ra sao, thẩm quyền của Ngài cao đến đâu, thì Ngài vẫn không phải là đấng Christ trừ khi Ngài được gọi là đấng Mê-si. Những quan điểm này không phải thật ngớ ngẩn và lố bịch hay sao? Ta sẽ hỏi thêm các ngươi. Chẳng phải cực kỳ dễ dàng để các ngươi mắc phải những sai lầm của những người Pha-ri-si nguyên thủy khi các ngươi không có chút hiểu biết nào về Giê-xu sao? Các ngươi có thể nhận thức được con đường lẽ thật không? Các ngươi có thể thật sự đảm bảo rằng ngươi sẽ không chống đối đấng Christ không? Các ngươi có thể theo được công việc của Đức Thánh Linh không? Nếu các ngươi không biết liệu mình sẽ chống đối đấng Christ hay không, thì ta phán rằng các ngươi đang sống cận kề cái chết rồi. Những người đã không biết về đấng Mê-si đều có khả năng chống đối Giê-xu, từ chối Giê-xu, phỉ báng Ngài. Những người không hiểu về Giê-xu đều có thể từ chối Ngài và xỉ vả Ngài. Hơn thế nữa, họ còn có thể xem sự quay trở lại của Giê-xu là sự lừa dối của Sa-tan, và sẽ càng nhiều người chỉ trích việc Giê-xu đã quay trở lại với xác thịt. Tất cả những điều này không khiến các ngươi sợ hãi sao? Những gì các ngươi đối mặt sẽ là sự báng bổ Đức Thánh Linh, sự hủy hoại những lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, và sự bác bỏ tất cả những gì Giê-xu đã bày tỏ. Ngươi có thể nhận được gì từ Giê-xu nếu ngươi mụ mị đến như vậy? Làm sao ngươi có thể hiểu được công việc của Giê-xu khi Ngài trở lại với xác thịt trên một đám mây trắng? Nếu các ngươi cứ ngoan cố không nhận ra những sai lầm của mình, ta phán với các ngươi điều này: những người không nhận lãnh lẽ thật nhưng vẫn mù quáng chờ đợi Giê-xu đến trên đám mây trắng chắc chắn sẽ báng bổ Đức Thánh Linh, và họ là loại người sẽ bị hủy diệt. Các ngươi chỉ đơn thuần ước ao có được ân điển của Giê-xu và chỉ muốn tận hưởng cõi thiên đàng hạnh phúc, nhưng các ngươi lại chưa bao giờ vâng phục những lời Giê-xu phán và chưa bao giờ nhận lãnh lẽ thật mà Giê-xu bày tỏ khi Ngài quay trở lại với xác thịt. Các ngươi sẽ có vật hy sinh gì để đổi lấy việc Giê-xu quay trở lại trên một đám mây trắng? Đó có phải là sự chân thành khi mà các ngươi liên tục phạm tội rồi thốt lên lời xưng tội hết lần này đến lần khác không? Các ngươi sẽ dâng tế lễ gì cho Giê-xu đấng quay trở lại trên một đám mây trắng? Đó có phải là những năm làm việc để các ngươi tâng bốc chính mình? Các ngươi sẽ có gì để khiến Giê-xu tái lâm tin tưởng mình? Phải chăng là bản tính kiêu ngạo của các ngươi, thứ không vâng phục bất kỳ lẽ thật nào?